Ly kỳ các giai thoại về tràng trình. Nhắc đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều người nghĩ ngay đến Sấm Tràng Trình, một tác phẩm tiên tri nổi tiếng của ông. Song, xung quanh nhân vật huyền thoại này còn khá nhiều giai thoại ly kỳ và hấp dẫn luôn được nhân dân truyền miệng. 50 năm sau vẫn không có đối thủ. Sinh thời, Tràng Trình nổi tiếng là người thông hiểu thuật lý số. Tiếng tăm của ông không chỉ nổi ở trong nước mà còn vang đến cả Trung Hoa, là đất nước phát tích của môn này. Giới học giả của Trung Hoa cũng ngưỡng mộ và xưng tụng ông là An Nam Lý Số Hữu Trình Tuyền. Trình Tuyền tức là hiệu của Tràng Trình, vì Triều Mạc đã phong cho ông tước Trình Tuyền Hầu. Bởi tiếng tăm vang dội ấy của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên sau khi ông mất đi rồi, có thầy địa lý nổi tiếng ở Trung Quốc đã không quản đường xá xa xôi, lặn lội sang tận nơi để thăm viếng mộ ông. Ông thầy địa lý đến nơi, thấy rõ ràng ngôi mộ đặt đúng vào huyệt đất tốt, nhưng huyệt phát ở đằng chân, mà mộ thì lại bị đặt ngược. Cho là Tràng Trình cũng chỉ có danh mà không có thật, ông thầy tàu mới tự đắc bảo: cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mã như thế này, vậy mà thánh nhân cái gì đâu, hay là thánh nhân mắt mù đó. Con cháu của Trạng nghe thấy vậy liền về báo với trưởng tộc. Ông trưởng tộc vội vàng mời thầy về rồi khẩn khoản nhờ thầy đặt lại mộ cho. Thầy địa lý đồng ý và bảo: không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ cần đào lên rồi xoay lại và nhích lên một chút là được. Con cháu của cụ Tràng theo lời đào mộ lên để xoay lại. Đến gần quan tài thì thấy có tấm bia. Tò mò, thầy địa lý mới bảo rửa sạch đi xem bia có viết gì. Khi đã rửa sạch sẽ, thấy tấm bia có khắc một bài thơ: ngũ thập niên tiền mạch tại đầu, ngũ thập niên hậu mạch quy túc, hậu sinh nhị bối ná năng tri, hà vị thánh nhân vô nhĩ mục. Nghĩa là: ngày nay mạch lộn xuống chân, 50 năm trước mạch dân đằng đầu, biết gì những kẻ sinh sau, thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ. Đọc thấy tấm bia, thầy địa lý mới ngã ngửa. Thì ra cụ Trạng đã tiên liệu mọi việc, thậm chí còn biết mình sẽ nói câu thánh nhân mắt mù. Lúc bấy giờ mới vỡ lẽ, trước khi chết, cụ Trạng đã dặn con cháu kỹ càng mọi việc, rằng không được cải táng và phải trông coi kỹ càng. Nếu có ai đến thăm mộ mà nói thánh nhân mắt mù, thì phải mời họ về nhà, rồi nhờ họ để lại hướng của ngôi mộ. Nếu không, con cháu đời sau sẽ lụng bại. Cụ còn dặn dò kỹ là khi chôn cụ, phải để một tấm bia lên nắp quan tài trước khi lấp đất. Khi ấy, tấm bia đã được cụ sơn cẩn thận bên ngoài, nên không ai biết tấm bia có cái gì. Đến đây mọi sự vỡ lẽ, thầy địa lý Trung Quốc thầm kinh hãi mà tự nhận rằng vẫn chỉ đáng là học trò của cụ. Về chuyện cứu quan tổng đốc, cũng với mô típ giống giai thoại ở trên, dân gian còn lưu truyền một câu chuyện khác về việc cụ Trạng cứu quan tổng đốc Hải Dương. Chuyện rằng lúc sắp mất, Trạng có giao cho con cháu một cái ống tre sơn son thiếp vàng, gắn bít hai đầu và dặn đến đúng năm ấy, tháng ấy, ngày giờ ấy phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh tổng đốc Hải Dương. Trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu vãn được tình thế gia đình, nhưng tuyệt đối không được ai mở ra xem trừ quan tổng đốc. Cái ống tre ấy truyền đến người cháu bảy đời của cụ mới rước lên dinh quan tổng đốc đúng vào ngày giờ đã ghi trong gia phả. Khi quan mở ống, thấy một cuộn giấy, ngài rút ra xem có hai câu chữ nho: ngã cứu nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã thất thế chi bần. Nghĩa là: cứu ngươi khỏi ách xà rơi, ngươi nên cứu cháu bảy đời của ta. Đang lúc bận việc, quan tổng đốc thấy hai câu nói sắc sược, gọi quan bằng mày ấy. Ngài cả giận, cầm chiếc quạt
đứng dậy chạy lại định đánh người cháu của cụ. Nhưng vừa bước khỏi sập, chiếc xà nhà đã từ ngay trên đỉnh đầu đổ rớt đánh rầm một cái. Phúc 70 đời, ngài mới bước ra cho nên không sao cả. Hoàng Tổng đốc lúc đó mới giật mình, hiểu rõ cụ Trạng đã cứu cho mình cái chết bất đắc kỳ tử. Hoàng phải ân cần xin lỗi người cháu cụ, mời về tư thất thích đãi cơm rượu, rồi đưa ra một số tiền để giúp cứu vãn cho gia đình con cháu cụ khi đó đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ túng thiếu. Tự kiểm chứng khả năng phán đoán. Sấm Trạng Trình thì nhiều người đã biết, nhưng ít người biết rằng từ lúc sinh thời, cụ Trạng đã từng tự kiểm chứng khả năng tiên tri của mình khi tự lấy số tử vi cho cái quạt, rồi cẩn thận theo dõi để xem mình đoán trúng hay trật. Một hôm vào trời mùa hạ, bà Trạng đi chợ về mua cho cụ một cây quạt giấy. Cụ tính ngày giờ rồi lấy cho cái quạt một lá số tử vi. Cụ đoán ra cái ngày chết của nó. Tất cả những việc làm ấy, cụ đều bí mật không cho ai hay. Cụ phân vân nghĩ, nếu mà để dùng, lâu ngày nó sẽ rách hoặc thất lạc đi, cái đó là sự bình thường. Nếu đúng như số thật, thì quả nó như vậy, mọi việc đều do nơi tiền định, không ai có thể ngăn cản được, thì ta hãy cắt nó đi, xem nó sẽ ra thế nào, đúng đến ngày ấy nó có chết thật hay không. Nghĩ như vậy, cho nên cụ đã niêm phong cây quạt và treo lên ngay chỗ đầu giường. Tới ngày, cây quạt vẫn còn nguyên. Bữa đó từ sáng đến chiều, cụ ở nhà cả ngày để xem cây quạt sẽ chết ra sao. Thỉnh thoảng cụ lại ngắm nghía và lấy phất trần phủi những hạt bụi bám xung quanh cây quạt. Trưa hôm ấy, người nhà cháu gọi Trạng bằng cô, có việc cần, đến mấy lượt thỉnh cụ lại chơi, cụ cũng từ chối không đi. Anh ta nghĩ cho là cụ giận mình về việc chi mà không nói, cho nên đến than thở và nói với bà Trạng để nhờ bà đốc cụ đi giùm cho, vì không có cụ thì công việc của anh không thành. Bà Trạng từ sáng đã ngứa mắt vì thấy cụ cứ chốc chốc lại phủi bụi cho cây quạt. Bà lên đốc cụ đi sang cho nhà cháu. Cụ không đi. Bực mình, bà Trạng liền la lối ổm tỏi. Ông ở nhà làm gì? Con cháu nó mời mấy lần mà ông không chịu sang. Tôi mua quạt về là để dùng, đâu phải để ông cất đi làm đầy tớ mà phủ bụi cho nó. Vừa la lối, bà Trạng vừa nhảy lên với lấy cây quạt xé nát tan tành từng mảnh. Thấy vậy, cụ Trạng cả cười và nói, đúng thật, ta tưởng nó chết thế nào thì ra là như vậy đó. Bà Trạng cũng không biết ý cụ nói thế là làm sao. Lúc đó cụ mới chỉnh tề khăn áo đi sang nhà người cháu và kể lại đầu đuôi câu chuyện với mọi người. Ai nấy cũng điệu phục cụ là tiên tri.